chào mừng các em đến với phần ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 7. Trước khi bước vào phần ôn tập thì cô xin nhắc lại một số lưu ý khi làm bài thi. Đó là khi làm bài thì chúng ta không được viết tắt, không tẩy xóa, phải đọc kỹ đề trước khi làm để tránh lạc đề, bỏ sót ý. Phần xử lý tình huống phải liên hệ nội dung bài. Khi làm bài xong thì phải kiểm tra bài một cách kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất. Về giới hạn ôn tập, chúng ta có 4 bài. Bài 13, bài 14, bài 15 và bài 16. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn phần lý thuyết. Câu 1. Thế nào là quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam? Quyền được bảo vệ, quyền có khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Quyền được chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa. Quyền được giáo dục, được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. 2. Bổn phận của trẻ em. Yêu tổ quốc, tôn trọng pháp luật, kính trọng ông bà cha mẹ, chăm chỉ học tập, không sa vào tệ nạn xã hội. Câu 3. Môi trường là gì? Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường được chia làm hai loại: môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ rừng cây, đồi núi, sông hồ. Môi trường do con người tạo ra, ví dụ như nhà máy, đường xá, khói bụi, chất thải. Câu 4. Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con người. Câu 5. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên chính là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Câu 6. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường. Câu 7. Di sản văn hóa là gì? Phân loại di sản văn hóa. Ở câu hỏi này, chúng ta phải trả lời được các ý như sau. Di sản văn hóa là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Về phân loại thì sẽ gồm hai loại: di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Di sản văn hóa phi vật thể hay còn gọi là những sản phẩm tinh thần, ví dụ tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, lễ hội, trang phục truyền thống. Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất, ví dụ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Câu 8. Ý nghĩa của di sản văn hóa. Là cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc, thể hiện công đức tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Câu 9. Tín ngưỡng là gì? Là lòng tin vào cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, Chúa Trời. Tôn giáo là gì? Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Câu 10. Mê tín dị đoan là gì? Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên, dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chính vì vậy, chúng ta phải đấu tranh để chống lại mê tín dị đoan. Câu 11. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Công dân có quyền theo hay không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào? Công dân đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo tín ngưỡng tôn giáo khác. Câu 12. Trách nhiệm của công dân là gì? Phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác, tôn trọng những nơi thờ tự, đền, chùa, miếu, nhà thờ, không được bài xích gây chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Chúng ta chuyển qua phần bài tập. Câu 1. Tình huống. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đu đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học để đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại. Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em. Sau đây phần gợi ý trả lời của cô. Các bạn quan sát trên màn hình để so sánh với câu trả lời của mình. Câu 2. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hoại môi trường? Sau đây là đáp án trả lời của cô. Những hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường là số 1, số 2, số 3 và số 6. Câu 3. Hãy tìm hiểu một vài việc làm của những người xung quanh em mà em cho đó là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hóa. Câu 4. Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân? Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Chúc các bạn ôn tập và thi đạt kết quả tốt.